Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái vào sáng thứ bảy ngày hôm nay một bản tin ngày hôm nay như đưa tới cho quý vị cũng là một bản tin rất là thú vị thưa quý vị về sinh vật học và quý vị cũng biết ở không cần phải đi đâu xa hết ngay trái đất của mình cũng rất có nhiều những cái thứ mà huyền bí và mọi thứ mà mình chưa tìm hiểu ra hết thưa quý vị. Chính vì vậy những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu, những nhà sinh vật học họ luôn luôn tìm hiểu và học hỏi để mà tìm ra những cái huyền bí ở trên trái đất của mình. Thì các nhà sinh học đã mô tả một cái loài mới gọi là chi tảo xanh đơn bào tiếng Anh gọi là Acelepularia từ môi trường sống sen kẽ đá của quần đảo Adaman và Nicopa quý vị cũng thấy đây là một trong những cái loại rất là đẹp và cũng có thể dùng để mà làm cây cảnh nữa thưa quý vị. Và cái loại chi tảo xanh đơn này còn tồn tại được tìm thấy ở vùng nước cận nhiệt đới và nó thuộc họ Polyphy và họ Dysakiladel và sự đa dạng hiện tại của loại này bao gồm 38 loài và 10 chi và được chia thành hai họ và có thể gọi là hóa thạch sống thưa quý vị. Và cái loại tảo này có chiều cai từ 0.5 đến 10 cm, có nghĩa là 0.2 cho tới 3.9 inch. Nó có 3 phần ở dưới đó là ở phía dưới là cái thân hình của nó. Và nó có một cái tập thể hợp rễ ngắn ở phía dưới Thưa quý vị rất là nhiều rễ và cuốn dài ở trên cùng Và quý vị cũng thấy như ở trên nó có cái hình giống như là cái dù vậy đó Thưa quý vị là như một cái ô nhỏ vậy đó Và nó nằm sát lại với nhau rất là đẹp nó còn được gọi là thủy tinh rượu của nàng tiên cá vì chiếc mũ hình chiếc ô tuyệt đẹp của nó, thưa quý vị. Và bao gồm ít nhất là 13 loại hiện nay đang được chấp nhận. Bốn loài được biết đến từ Ấn Độ, bao gồm từ các quần đảo Adaman và Nicopa, và các loài mới được xác định thu thập từ đá tại Port Blair, thành phố của quần đảo Adaman và Nicopa và nó đã được đặt tên với nhiều loại tên và có hình thái tương tự như pluria là một loại tảo xanh này nó có ở bên Key West của Florida nữa thưa quý vị Cơ thể chính của loại cây này bao gồm 3 khu vực như quý vị cũng thấy đó là phần cơ bản và khu vực giữa của cây thân dài và có một cái hình tròn ở trên và theo tiến sĩ Flexibat và các đồng nghiệp của ông ta từ Đại học Trung học trung tâm của DAV cho biết rằng nó bao gồm một thân cây hình trụ không mài mòn và chiều dài cuốn của nó là 20-40mm có đường kính là 5-13mm và nó có 4 tới 60 cái tia một trong cái nhánh một cái cụm của nó như vậy là khoảng từ 40 cho tới 60. Đây là một cái những cái loại cây rất là quý hiếm thưa quý vị. Và cái loại cây này vừa rồi nó được phát hiện và nó ở trên báo tạp chí khoa học uh, địa lý của Ấn Độ. Uh, thoạt đầu thì khi mà nhìn cái uh, cái hình ảnh này thì là Tháng nhìn có vẻ nó giống giống như cái lá rau má đúng không chị ha đúng rồi nhìn uh -huh. giống giống cái lá rau má mà nhìn kỹ thì nó khác nhìn nhiều nhìn kỹ thì nó khác nó nhiều và cái độ sắc sảo của nó cũng nhiều hơn em thấy nó, nó có nhiều cái hoa văn cũng như răng nó, nó hơn. tròn hơn dạ. và ừ. nó dày hơn cái cái lá rau má nó làm cây cảnh được hơn dạ vâng em thấy nó cũng rất là đẹp ừ. à, và kính thưa quý vị hôn nhân là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng Lê Thái và Như huyền vẫn gợi, thường gửi đến quý vị những cái thông tin về những cái hôn nhân ở những cái đất nước những cái quốc gia ví dụ như ừ. Ấn Độ Nhật Bản này nọ để chúng ta tìm hiểu thêm những cái văn hóa trong cái cuộc sống của người dân ở mọi quốc gia trên thế giới nhất là cái vấn đề về hôn nhân cưới cái hỏi này thưa quý vị à, ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin mà có lẽ là khi mà nghe thông tin này chắc mấy 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 anh, mấy chú nào mà chúng ta mà ít tóc trên đầu chắc là rất là buồn thưa, thưa quý vị. Bởi vì đây là một cái thông tin mà một cái cô dâu ở Ấn Độ thưa quý vị phát hiện chú rể bị hói và bỏ trốn ngay trong ngày cưới luôn. Oh à, đây là một cái thông tin mà tại Lê Thái cũng hay gửi đến quý vị những cái thông tin về đám cưới Ấn Độ. Và ở đó Ấn Độ thì đặc biệt là một cái đất nước nó có nhiều cái tập tục rất là kỳ lạ về đám cưới về là về đám nhiều cưới, tập tục cưới đó. hỏi rất là yeah. nhiều cái tập tục kỳ lạ và cô dâu thì Uh, thường là bên nhà gái người ta chịu cái lực của hồi môn rất là cao uh -huh. và sẽ tốn tiền rất là nhiều để cưới được một cái người đàn ông thành ra là uh, khi mà người ta đã bỏ tiền ra thì người ta có quyền người ta lấy lại đúng không? người ta Vậy có quyền người ta rút lại nếu như người ta không có vừa ý cái người chồng của mình <laughs> người ta là chạy trốn ta uh, ngày hôm nay thì uh, cái thông tin về một cái đám cưới ở Ấn Độ gần đây thưa quý vị đã kết thúc trong bất hòa giữa hai gia đình hai bên và cô dâu nhất quyết là hủy ngày cưới khi biết chú rể đã bị hói thưa quý vị hôn nhân này đã sắp đặt và chuyện phổ biến ở Ấn Độ là cái người ta thường sắp đặt hôn nhân và khi mà đến gần đến ngày cưới thì người ta mới biết được cái sự thật về cái chú rể hay là cô dâu của của mình à, hiện diện trong ngày cưới nhiều khi người ta chỉ mới nhìn được cái tấm hình thôi chứ không có biết được là cái tính tình của cái người này như thế nào thế này à. dạ vâng à, à, mặc cho các gia đình có sắp xếp nhưng thương lượng trước kỹ đến đâu thì vẫn không thể mà tránh khỏi có những lúc mà chuyện không thành cũng như là những cái chuyện không à, ngoài ý muốn mà nó xảy đến cho cái vấn đề hôn nhân của ở Ấn Độ À, cô dâu hoặc là chú rể bỏ trốn người yêu của họ thì vẫn xảy ra ở Ấn Độ rất là nhiều nhưng cái thông tin này khi mà chúng ta thấy rằng đây là một cái bi kịch đối với cái cái đám cưới này thưa quý vị à, những điều mà họ vỡ lẽ ra về hôn nhân và hôn phu trong ngày cưới thì à, điển hình đây là một cái đám cưới ở quận Kanpur bang Uttar và theo tờ Time of India à, trong mấy ngày vừa qua đang rực rần ở trên mạng thưa quý vị thì mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch và cái lễ rước vòng hoa cũng đã thực hiện xong nhưng tai mà đến khi mà cô dâu người cô dâu này đang để ý chú rể thưa quý vị và cô nhận thấy là cái đầu đội của chú rể nó nhô quá cao đi cô thắc mắc ủa tại sao mà cái tóc của chú rể cao quá thành ra cô đem chuyện này thắc mắc với một số người ở trong cái đoàn hộ thống tôn hộ tống của chú rể đó và được trả lời rằng là có thể do chú rể bị hói và phải đội tóc giả nên cái đầu nhô cao như vậy và bị sốc trước những cái suy đoán này và cô dâu lập tức nói thẳng và uh, kéo chú rể vào trong cái phòng và hỏi rằng là Uh, anh có bị hói hay không thì chú rể mới nói rằng làm uh, đầu anh bị hói và anh đang đầu đội tóc giả thưa quý vị và ngay khi mà anh ta xác nhận sự thật là bị hói thì cô gái dâu đã ngất xỉu ngay tại chỗ luôn và khi mà tỉnh lại thì cô này nằng nặc đòi bỏ cưới ngay tại cái đám cưới đó và thông báo với gia đình rằng là sẽ không kết hôn với bất kỳ một cái người đàn ông bị hói nào trên đời và họ hàng của cô dâu tìm mọi cách để thuyết phục cô này nhưng mà đều không thành công thưa quý vị uh, vị vì vậy họ không còn cái cách nào khác ngoài là nói với gia đình chú rể rằng là đám cưới này sẽ bị hoãn hoàn toàn và sự việc cuối cùng dẫn đến xô xát giữa hai bên và gia đình cô dâu buộc tội phía bên nhà chú rể là lừa dối họ và phải đến khi mà già làng đứng ra hòa giải thì cả hai gia đình mới chịu là đường ai nấy đi nhưng mà cô dâu vẫn khởi kiện chú rể này là muốn là đòi lại cái số tiền mà của hồi môn mà cô đã bỏ ra để dành cho cái chú rể này trong cái ngày đám cưới bởi vì khi mà cô chứng kiến xem cái tấm hình của chú rể này ừ. thì thấy anh chú rể này rất là đẹp trai mà hiện nay thì ở trên báo ấn độ người ta dấu hình cô dâu chú rể người ta không có đưa lên thành ra để thái không có đưa được quý vị và những cái hình ảnh về cô dâu chú rể này à, tuy nhiên thì theo các nguồn tin từ cảnh sát địa phương thưa quý vị thì cả hai đều đã gửi đơn khiếu nại lẫn nhau và à, họ nói là ai bên cũng đều bị lừa hết cô dâu nói là mình bị lừa để mà lấy cửa hội môn chú rể nói mình là bị lừa và họ đều đơn đâm đơn kiện rồi bây giờ lại rút đơn và tự lại giải quyết rồi ừ. và không biết thời gian sau thì uh, có tiếp tục kiện tụng nhau hay không nhưng mà uh, chúng ta thấy rằng khi mà hôn nhân mà nó nó diễn ra thì uh, nó có chuyện thì ừ. mọi người khi mà đã trở mặt rồi thì trở mặt nhau dưỡng lắm luôn chị chị như đúng rồi và chị nghĩ cái này là chắc là coi như là quen nhau trên mạng hay là là đặt đâu ngồi đó theo như ông bà đặt mình nói hồi xưa Tại gì biết không biết là chú rể cái không có tóc ở trên đầu. dạ vâng đến ngày hôm nay thì quý vị thấy ở việt nam của chúng ta nó nó hầu như là cái cái vấn đề mà đặt đâu cha mẹ đặt đâu con người ngồi đó đó, đó. Dạ. làm bây giờ nó 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 không còn hầu như là không còn nữa uh -huh. hiện nay thì giới trẻ ở việt nam của đó chúng ta tự động người ta có thể đi khi tìm kiếm những cái hôn nhân riêng cho mình ừ. đi tìm kiếm những cái tình cảm của cho, cho riêng cho mình những cái cô gái ở dưới quê hồi xưa mà chúng ta hay nghe những cái bài hát về thí uh, dụ mà gã chồng đi lấy lấy chồng xa rồi bỏ người yêu cũ ở dưới <laughs> miền tây rồi đi lên sài gòn cưới chồng này nọ những cái bài hát nó thảm não lắm thưa quý vị Chứ đó không mà, còn bây giờ không còn sẽ. không có luôn bây giờ ừ. hầu như là những uh, À, theo lê thái được biết thì một số người bạn lê thái miền tây nhiều lắm thì bây giờ là con gái miền tây nó còn sành điệu hơn dân sài gòn nữa <laughs> sành điệu hơn dân sài gòn thưa quý vị khi mà à, lên sài gòn ăn học cũng có hoặc là lên làm việc ở trên sài gòn rồi quay về đó thì người ta lại chê 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 ổng chê, ông, chê ông, mấy anh ở dưới miền tây à, quê. dạ miền quê là cưới trài sài gòn không đó ừ. là không có đánh đồng hết tất cả nhưng mà một cái bộ phận thôi thưa quý vị chúng ừ. ta không thể đánh đồng hết được yeah. nhưng mà nhắc đến cái hôn nhân ở mỗi quốc, quốc gia nó đều có một cái truyền thống văn hóa khác nhau Đúng không đấy. có quốc gia nào giống quốc gia nào ừ. nhất là ở, ở ấn độ thì Lê Thái và Như Huyền vẫn hay đưa đến quý vị những thông tin về uh, truyền thống đám cưới Ấn Độ ha? Yeah. vô cùng thú vị và hy vọng rằng ra trong chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thì những cái thông tin vừa qua Như Huyền và Lê Thái đưa đến quý vị cũng là những cái thông tin thú vị khiến cho chúng ta có thể mà giải trí thoải mái ừ. trong ngày cuối tuần và kính thưa quý vị thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần một lần nữa thì Lê Thái và Như Huyền cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. À, như Huyền chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ và như Huyền với Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai.